Giới thiệu với các cô chú anh chị thì hôm nay bé Khánh Hưng đàn sẽ cho với ông Tư. Đây là ông Tư. Con đàn cho mọi người nghe cho ông Tư hát bài gì? Dân thiên đường qua xứ sản. Rồi, dân thiên đường qua xứ sản. Và đây là ông Tư. Lòng thương sâu chớ có lý đâu, tình thì lạc lạc mà nghĩa cũng khôi à. Quá hay. Dạ, cảm ơn ông Tư luôn. Con cảm ơn Tư.